Tháng 1 năm 2020, người ta đã tìm thấy một vật thể rất kỳ lạ từ Ai Cập. Vì một lý do không xác định nào đó mà nó có thể tác động trực tiếp vào các thiết bị có tính điện năng. Nó cũng không phản chiếu hình ảnh của chính nó ở trong gương. Và khi cho nó vào một cốc nước thì ngay lập tức nước ở trong cốc bỗng nhiên sôi lên. Một trong những video hấp dẫn về vật thể này là chúng ta có thể thực sự nhìn thấy vật thể này phát sáng qua bàn tay của người đang cầm nó. Và khi người đó cầm vật thể này trên tay trước một chiếc gương thì chúng ta có thể thực sự nhìn thấy xương bàn tay của anh ta. Vật thể này thực sự đã tạo ra những tác động khó đoán với các thuộc tính xung quanh nó. Và chúng ta thật sự rất khó diễn tả được chuyện gì đang xảy ra ở đây.